Trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất xuất sắc trước Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hậu vệ Hồ Tấn Tài bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam ngay từ phút thứ 9 sau đường tạt bóng của Đỗ Hùng Dũng. Những phút sau đó, Tiến Linh và Phan Văn Đức ghi thêm hai bàn thắng nữa để giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Đội tuyển Trung Quốc có một bàn thắng danh dự trong những phút bù giờ. Trong số 6.000 khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình tối ngày 1 tháng 2 để cổ vũ trận Việt Nam-Trung Quốc, có sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cổ vũ đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Trung Quốc. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đích thân Thủ tướng đã xuống sân để động viên đội tuyển. Thủ tướng nói, chiến thắng này là món quà mà đội tuyển gửi đến nhân dân Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết. Thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc. Rất tuyệt vời. 3-0 thì tốt hơn, nhưng mà thôi 3-1. Sám thế nhiên rồi, từ chút chứ mà. Rất là cảm ơn ông và cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay mang lại đúng một cái bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Việt Nam ứng được sức này. Việt Nam cũng mình hẳn thề. Chướng mà lâu trời. Mở cửa đây cho nó không khí nó thoáng hơn. Đứng ngọn mà nhé, đúng không? Ngay sau khi chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ đã lì xì cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Với chiến thắng quan trọng trong ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng hy vọng trong năm 2022 bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nhiều chiến thắng nữa. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì hy vọng rằng là cả năm nay sẽ chỉ có chiến thắng thôi. Rồi, cảm ơn nhá.